Khi mà chúng ta ở chế độ Work Mode này á, là chúng ta sẽ có một cái vị trí của tầm mắt cách mặt đất một khoảng, đúng không? Thì cái khoảng này mình cũng có thể chỉnh sửa được tùy thuộc với độ cao của cái người mà chúng ta muốn mô phỏng á. Thì ở đây mình có thể vào trong cái Landscape Window Setting này và kích vào phần Input. Thì mọi người sẽ thấy ở dưới này nó sẽ có một cái phần liên quan tới độ cao. Thì ở đây là 1m6 này, mọi người có thể chỉnh cao hơn, nguyên là 1m7 hoặc là thấp hơn như là 1m5 chẳng hạn. Thì cái chỗ này để chúng ta có thể setting được cái tầm cao của mắt để mà chúng ta có thể render ra được một cái hình, hay là cơ bản là chúng ta có thể trải nghiệm ở trong cái mô hình này trùng với cái độ cao của mắt nhìn bằng người mà mình lựa chọn ha. Đấy. Và tiếp tục nó sẽ có một phần nữa, đó là bề ngang của người đó. Thì hiện tại mình đang có một cái cửa như này, mình đang để nó ở bên SketchUp á, là khoảng cách giữa hai cái phần cửa này đang là 600, thì hiện tại đang là 0,55. Thì mình có thể đi qua được nè. Đấy, mọi người có thể thấy được là mình có thể đi qua khe này được. Còn nếu mà mình chỉnh này lại là 0,7 đi, thì khi đó kích thước mà cái người mô phỏng á là 0,7, thì lúc đó mình sẽ không đi qua được cái khe này. Mình có thể thấy mình sẽ không đi qua được cái khe này, nên là lúc đó mình phải chỉnh lại cái thông số này mới qua được. Thì cái thông số này giúp cho chúng ta mô phỏng được cái người, kích thước bề ngang của người có thể đi vào, đi lọt vào trong cái không gian đó không. Đấy, và như thế là mình có thể đi vào lại được cái không gian phòng. Thì đó là cách để mà mình có thể setting được cái độ cao tầm mắt cũng như rằng là cái bề ngang của cái người mô phỏng để mình có thể ứng dụng trong cái việc đó là chúng ta trải nghiệm trong cái mô hình của mình để xem thử là cái tầm nhìn của mình sẽ như thế nào, hoặc là kích thước bề rộng có vừa phải để mình có thể đi qua được hay không.